Lịch ngày tốt, đón lành, tránh dữ. Lịch ngày tốt xin chào quý anh chị và các bạn. Rất vui được chào đón quý anh chị và các bạn quay trở lại với kênh Lịch ngày tốt. Ngay sau đây, Lịch ngày tốt xin mời quý anh chị và các bạn theo dõi vận trình tử vi thứ 3 ngày 27 tháng 8 năm 2024 của 12 con giáp để đón cát lành cụ thể như sau. Thông tin tổng quan ngày 27 tháng 8 năm 2024, tức ngày 24 tháng 7 âm lịch, ngày Quý Hợi, trực, bình, tốt mọi việc, tuổi xung ngày, Đinh Tỵ, Ất Tỵ, Đinh Mão, Đinh Dậu, tuổi hợp trong ngày, ngày Hợi lục hợp dần, tam hợp Mão và mùi thành mộc cục. Giờ hoàng đạo, Quý Sửu từ 1 giờ đến 3 giờ, Bính Thìn từ 7 giờ đến 9 giờ, Mậu Ngọ từ 11 giờ đến 13 giờ, Kỷ Mùi từ 13 giờ đến 15 giờ, Nhâm Tuất từ 19 giờ đến 21 giờ, Quý Hợi từ 21 giờ đến 23 giờ. Hướng tốt xuất hành, hướng Đông Nam, hướng Tây Bắc. Xem tử vi hàng ngày dự báo năm tuổi trúng lộc bất ngờ trong ngày thứ ba này sẽ là tuổi Tý, tuổi Mùi, tuổi Mão, tuổi Dần và tuổi Dậu. Để biết vận trình của bạn tốt xấu ra sao, mời quý anh chị và các bạn cùng Lịch ngày tốt xem tử vi ngày 27 tháng 8 năm 2024 của 12 con giáp, chi tiết từng tuổi ngay sau đây. Tử vi tuổi Tý, tam hội nhập cục, báo hiệu vận trình tuổi Tý cát lành, quý nhân vận tăng cao, con giáp này làm gì cũng có người giúp đỡ tận tình, hướng dẫn đường đi nước bước, nếu gặp tình huống khó cũng nhanh chóng vượt qua. Hôm nay cũng là ngày khá thích hợp để tuổi Tý tiếp thu kiến thức mới, nên cứ thoải mái trau dồi kỹ năng cho mình. Tinh thần ham học hỏi của bạn cũng sẽ được cấp trên tạo điều kiện, bồi dưỡng năng lực. Chuyện tình cảm ít sóng gió, nhân duyên của người độc thân vượng tạo cơ hội cho bạn dễ làm quen và kết thân với người khác giới. Song vì mải mê với công việc nên hầu như không có thời giờ dành cho chuyện yêu đương, mọi thứ tiến triển rất chậm. Tử vi tuổi Giáp Tý, Kim, vận trình cát lành, quý nhân nâng đỡ, vượt qua mọi khó khăn. Tử vi tuổi Bính Tý, Thủy, ngày thích hợp để tiếp thu kiến thức mới, trau dồi kỹ năng. Tử vi tuổi Mậu Tý, Hỏa, được cấp trên tạo nhiều điều kiện, bồi dưỡng năng lực. Tử vi tuổi Canh Tý, Thổ, có thể theo đuổi sự nghiệp học hành lên cao hoặc thực hiện ước mơ. Tử vi tuổi Nhâm Tý, Mộc, chuyện tình cảm ít sóng gió, nhân duyên người độc thân vượng. Con số may mắn 4, 6, giờ tốt 7 giờ đến 9 giờ, màu sắc cát tường, xanh dương, đen, quý nhân phù trợ, Thìn, Thân, Sửu. Tử vi tuổi Sửu, người tuổi Sửu bị hung tinh thiên quan nhập mệnh nên có điểm báo không may mắn trên toàn bộ vận trình, trong đó chuyện tình cảm bị ảnh hưởng nhiều bởi tính khí nóng nảy của con giáp này. Các mối quan hệ dần thiếu đi sự hòa hợp, đôi lứa có thể xảy ra chiến tranh lạnh, không khí nặng nề. Không những thế, căng thẳng trong công việc cũng như cuộc sống còn khiến tuổi Sửu cảm thấy áp lực đè nặng lên vai. Ngày này bạn nên tránh các cuộc tranh luận, đề phòng thị phi. Tình hình tài chính có nhiều biến động, dù bạn có một công việc tốt, thu nhập ổn định, tiền bạc dư giả nhưng lại đang tiêu pha hơi quá đà. Lịch ngày tốt khuyên bạn nên tiết kiệm, nếu không sẽ sớm rỗng túi, lâm vào cảnh nợ nần. Tử vi tuổi Ất Sửu, Kim, có điểm báo không may, các mối quan hệ thiếu sự hòa hợp. Tử vi tuổi Đinh Sửu, Thủy, tình cảm sứt mẻ do tính khí nóng nảy, không khí nặng nề. Tử vi tuổi Kỷ Sửu, Hỏa, áp lực đè nặng do căng thẳng trong công việc cũng như cuộc sống. Tử vi tuổi Tân Sửu, Thổ, nên tránh các cuộc tranh luận, đề phòng thị phi. Tử vi tuổi Quý Sửu, Mộc, tình hình tài chính có nhiều biến động nên tiết kiệm hơn. Con số may mắn 3, 6, giờ tốt 9 giờ đến 11 giờ, màu sắc cát tường, cà phê, vàng, quý nhân phù trợ, Tỵ, Dậu, Tý. Tử vi tuổi Dần, cục diện tử vi lục hợp mang tới may mắn khá lớn cho người tuổi Dần. Các kế hoạch đang có sự chuyển biến tốt. Trong công việc, bạn đang có được những cơ hội tốt đẹp giúp mở rộng quan hệ hợp tác, tạo điều kiện để tìm kiếm đối tác tiềm năng và cả cơ hội kiếm tiền. Đường tài lộc của con giáp này khá vượng, bạn có nhiều cơ may tiền bạc. Khi vận khí tăng lên, bạn có thể chi tiêu thoải mái, không phải cân nhắc quá nhiều mà vẫn có thể giữ cho mình một khoản tiết kiệm hợp lý, phòng khi cần. Chuyện tình cảm ngày càng khởi sắc, đường tình duyên của người độc thân vượng tha hồ gặp gỡ và kết thân với người mà mình có cảm tình. Một số người còn được may mối, giới thiệu cho những đối tượng ưng ý. Tử vi tuổi Giáp Dần, Thủy, các kế hoạch công việc đang có sự chuyển biến tốt. Tử vi tuổi Bính Dần, Hỏa, có được những cơ hội tốt đẹp giúp mở rộng quan hệ hợp tác. Tử vi tuổi Mậu Dần, Thổ, đường tài lộc vượng, có nhiều cơ may tiền bạc. Tử vi tuổi Canh Dần, Mộc, có thể chi tiêu thoải mái, không phải cân nhắc quá nhiều.
Tử vi tuổi Nhâm Dần, Kim, nhân duyên của người độc thân vượng, dễ dàng kết giao, con số may mắn 7, 3, giờ tốt 19 giờ đến 21 giờ, màu sắc cát tường, xanh lá, xanh lam, quý nhân phù trợ, Ngọ, Hợi, Tuất. Tử vi tuổi Mão, được tam hợp che chở, người tuổi Mão có một ngày khá dễ thở khi mọi việc đều nằm trong tầm kiểm soát của bạn. Đường công danh sự nghiệp của con giáp này dần trở nên suôn sẻ và thuận lợi hơn. Tài vận đang vô cùng hanh thông, bạn sẽ có những cơ hội làm ăn kinh doanh, hợp tác lớn, càng chăm chỉ và nhanh nhẹn thì càng có cơ hội hốt bạc. Ngoài ra tuổi này còn đón khách quý tới thăm nhà, mang theo cơ hội làm ăn mới. Chuyện tình cảm của các cặp đôi khá bình ổn, không có nhiều sóng gió, nhưng lại không có nhiều cơ hội đột phá đối với người độc thân. Có lẽ bạn nên chủ động hơn để thay đổi tình cảnh hiện tại, tìm kiếm hạnh phúc cho riêng mình thay vì cứ ngồi chờ đợi. Tử vi tuổi Ất Mão, Thủy, mọi việc đều nằm trong tầm kiểm soát của bạn. Tử vi tuổi Đinh Mão, Hỏa, đường công danh sự nghiệp trở nên suôn sẻ và thuận lợi hơn. Tử vi tuổi Kỷ Mão, Thổ, biết cách sắp xếp thời gian để giải quyết những vấn đề cấp bách. Tử vi tuổi Tân Mão, Mộc, có những cơ hội làm ăn kinh doanh, hợp tác lớn. Tử vi tuổi Quý Mão, Kim, chuyện tình cảm của các cặp đôi khá bình ổn, ít sóng gió, con số may mắn 2, 6, giờ tốt 13 giờ đến 15 giờ, màu sắc cát tường đen, trắng, quý nhân phù trợ Hợi, Mùi, Tuất. Tử vi tuổi Thìn, người tuổi Thìn có một ngày làm việc khá tất bật nhưng hiệu quả cũng rất cao trong ngày chính quan nâng đỡ. Các mối quan hệ xã giao với đồng nghiệp, đối tác hài hòa, có lợi cho sự nghiệp của bạn. Tuy nhiên, do ngày thủy thổ xung khắc nên con giáp này có thể sẽ gặp phải nhiều rắc rối trong chuyện tình cảm. Thực tế là con giáp này và người ấy đều chỉ muốn tốt cho đối phương, nhưng tiếc rằng đôi bên lại chẳng hiểu ý nhau nên gây ra những hiểu lầm không đáng có. Tài lộc không biến động nhiều, người làm công ăn lương vẫn có thu nhập cố định từ công việc hiện tại. Nếu chi tiêu chừng mực thì không lo thiếu thốn, người buôn bán kinh doanh có lộc nên thu nhập tăng lên đáng kể. Tử vi tuổi Giáp Thìn, Hỏa, một ngày làm việc khá tất bật nhưng hiệu quả cũng rất cao. Tử vi tuổi Bính Thìn, Thổ, có những hành động táo bạo mang lại nhiều lợi ích thiết thực. Tử vi tuổi Mậu Thìn, Mộc, các mối quan hệ xã giao hài hòa, có lợi cho sự nghiệp. Tử vi tuổi Canh Thìn, Kim, gặp phải nhiều rắc rối trong chuyện tình cảm. Tử vi tuổi Nhâm Thìn, Thủy, tài lộc không biến động nhiều, nguồn thu nhập ổn định, con số may mắn 7, 9, giờ tốt 23 giờ đến 1 giờ, màu sắc cát tường vàng, nâu, quý nhân phù trợ Dậu, Tý, Thân. Tử vi tuổi Tỵ, chịu ảnh hưởng từ cục diện tương xung khiến người tuổi Tỵ chịu không ít áp lực khi công việc liên tục trục trặc, các nhiệm vụ khó hoàn thành đúng như tiến độ đề ra ban đầu, điều này khiến bạn sinh khó chịu trong lòng. Nếu con giáp này có thể tách bạch cảm xúc tiêu cực để không ảnh hưởng tới công việc thì cuối cùng mọi chuyện vẫn sẽ đi theo đúng quỹ đạo của nó và bạn cũng sẽ tích lũy được thêm nhiều kinh nghiệm quý giá. Chuyện tình cảm trong ngày khó mà suôn sẻ. Một vài quan điểm của con giáp này và nửa kia có vẻ trái ngược nhau. Điều này có thể gây nên những tranh cãi, những thảo luận căng thẳng ngày hôm nay. Tử vi tuổi Ất Tỵ, Hỏa, chịu không ít áp lực khi công việc liên tục trục trặc. Tử vi tuổi Đinh Tỵ, Thổ, các nhiệm vụ khó hoàn thành đúng như tiến độ đề ra ban đầu. Tử vi tuổi Kỷ Tỵ, Mộc, cần giữ bình tĩnh thì mọi việc mới không bị rối ren hơn. Tử vi tuổi Tân Tỵ, Kim, nên tách bạch cảm xúc tiêu cực để không làm ảnh hưởng đến công việc. Tử vi tuổi Quý Tỵ, Thủy, đôi lứa xảy ra tranh cãi do quan điểm trái ngược với nhau. Con số may mắn 4, 7, giờ tốt 1 giờ đến 3 giờ, màu sắc cát tường đỏ, cam, quý nhân phù trợ Sửu, Dậu, Thân. Tử vi tuổi Ngọ, thiên tài xuất hiện, báo hiệu tài lộc của người tuổi Ngọ khá sủng rỉnh. Đặc biệt, người buôn bán kinh doanh gặp nhiều may mắn, lộc lá không ít. Tuy thị trường vẫn có biến động bất ngờ, nhưng việc buôn bán không trở ngại gì, tiền tiêu rủng rỉnh. Công việc có đôi khi gặp chút khó khăn, nhưng sau cùng bạn vẫn sẽ tháo gỡ được và đạt được kết quả ưng ý. Thời gian này bạn chỉ cần xác định mục tiêu rõ ràng, kế hoạch cụ thể thì sẽ đạt được thành công như mong muốn. Những ngày này, tuổi Ngọ dành nhiều mối quan tâm cho công việc nhiều hơn là chuyện tình cảm, vì vậy mà đôi lứa có phần xa cách, mâu thuẫn cũng từ đó mà nảy sinh. Hơn nữa, bạn cũng có khá nhiều mối quan hệ phức tạp với người khác giới nên rất dễ khiến mối quan hệ lục đục. Tử vi tuổi Giáp Ngọ, Kim, tài lộc rủng rỉnh, buôn bán kinh doanh gặp nhiều may mắn. Tử vi tuổi Bính Ngọ, Thủy, tháo gỡ được mọi khó khăn công việc và đạt kết quả ưng ý.
Tử vi tuổi Mậu Ngọ, hỏa, chỉ cần xác định mục tiêu rõ ràng, cụ thể thì sẽ đạt được kết quả tốt. Tử vi tuổi Canh Ngọ, thổ, cần hết sức thận trọng với tiểu nhân ganh ghét. Tử vi tuổi Nhâm Ngọ, mộc, đôi lứa có phần xa cách, mâu thuẫn cũng từ đó mà nảy sinh. Con số may mắn 7, 2, giờ tốt 13 giờ đến 15 giờ. Màu sắc cát tường, hồng, tím, quý nhân phù trợ, Tuất, Dần, Mùi. Tử vi tuổi Mùi, nhờ có cục diện tam hợp nên vận trình của người tuổi Mùi trong ngày mới khá hanh thông, làm gì cũng dễ dàng và suôn sẻ, hứa hẹn sẽ đón nhận nhiều kết quả khả quan. Các công việc đều được giải quyết đâu ra đó, cộng thêm sự tín nhiệm của cấp trên nên cơ hội thăng tiến rộng mở. Công việc thuận lợi nên tài lộc của Mùi cũng trên đà tăng tiến, buôn bán kinh doanh được lộc trời ban. Tuy nhiên bạn cũng có nhiều việc cần chi tiêu đến tiền nên hao tán không ít. Cát khí cũng giúp chuyện tình cảm của con giáp này ngày càng tiến triển tốt đẹp. Nhân duyên vượng, nhân đà này, người độc thân có thể tìm được đối tượng phù hợp. Các cặp vợ chồng dễ đón tin vui về chuyện con cái. Mọi mâu thuẫn, xung đột lớn nhỏ đều dễ dàng được bỏ qua. Tử vi tuổi Ất Mùi, kim, vận trình hanh thông, hứa hẹn sẽ đón nhận nhiều kết quả khả quan. Tử vi tuổi Đinh Mùi, thủy, có sự tín nhiệm của cấp trên nên cơ hội thăng tiến rộng mở. Tử vi tuổi Kỷ Mùi, hỏa, tài lộc tăng tiến, buôn bán kinh doanh được lộc trời ban. Tử vi tuổi Tân Mùi, thổ, hãy tránh xa các trò chơi may rủi, kẻo tiền mất tật mang. Tử vi tuổi Quý Mùi, mộc, chuyện tình cảm tiến triển tốt đẹp, nhân duyên vượng. Con số may mắn 0, 3, giờ tốt 13 giờ đến 15 giờ. Màu sắc cát tường trắng, vàng, quý nhân phù trợ Ngọ, Mão, Hợi. Tử vi tuổi Thân, trong ngày Thân Hợi tương hại, người tuổi Thân gặp nhiều chuyện không vừa ý, bản mệnh có phần thiếu suy nghĩ thấu đáo nên có thể hành xử sai. Bạn càng nóng giận thì càng dễ làm hỏng việc, thậm chí bị tiểu nhân nắm thóp, gây nhiều bất lợi. Đường tài vận không được suôn sẻ cho lắm, hung vận gây họa phá tài khi bản mệnh cả tin, nghe lời đường mật rồi bị lợi dụng, lừa gạt tiền bạc. Có thể bạn sẽ cần nhờ tới sự trợ giúp của những người có kinh nghiệm, đừng ngần ngại mở lời khi cần. Vận trình tình duyên của bản mệnh không được tốt cho lắm. Đây là điều mà tuổi này vẫn trăn trở mãi không yên. Người độc thân vẫn chưa thấy một nửa phù hợp với mình, dù bạn đã rất cố gắng cải thiện. Tử vi tuổi Giáp Thân, thủy, gặp nhiều chuyện không vừa ý, suy nghĩ thiếu thấu đáo. Tử vi tuổi Bính Thân, hỏa, càng nóng giận thì càng dễ làm hỏng việc, tiểu nhân dòm ngó. Tử vi tuổi Mậu Thân, thổ, cả tin nghe theo lời đường mật, dễ bị lợi dụng, lừa gạt tiền bạc. Tử vi tuổi Canh Thân, mộc, cần nhờ tới sự trợ giúp của những người có kinh nghiệm. Tử vi tuổi Nhâm Thân, kim, người độc thân vẫn chưa tìm thấy một nửa phù hợp với mình. Con số may mắn 4, 7, giờ tốt 9 giờ đến 11 giờ. Màu sắc cát tường bạc, ánh kim, quý nhân phù trợ Thìn, Tý, Tỵ. Tử vi tuổi Dậu, tuổi Dậu đề cao trách nhiệm trong công việc và cũng cho thấy thái độ làm việc nghiêm túc của mình. Thiên ấn hỗ trợ, bản mệnh có tinh thần đam mê, sáng tạo, nhờ đó tìm ra nhiều phương án giải quyết sáng tạo cho công việc của mình. Đường tài lộc ngày càng thịnh vượng, con giáp này kinh doanh buôn bán thuận lợi, tiền bạc cứ thế ùn ùn đổ về nhà chẳng lúc nào ngơi. Bản mệnh có thể mạnh dạn thực hiện những kế hoạch của mình trong ngày tài khí vượng này. Kim thủy tương sinh, báo hiệu chuyện tình cảm cũng được cát tinh ban phúc lành, gia đạo hài hòa yên ấm. Con giáp này luôn có người nhà dõi theo, che chở và động viên khi gặp khó khăn. Vì thế nếu bản thân còn vướng mắc về chuyện gì thì có thể xin lời khuyên từ người thân. Tử vi tuổi Ất Dậu, thủy, đề cao trách nhiệm trong công việc, thái độ nghiêm túc. Tử vi tuổi Đinh Dậu, hỏa, tìm ra nhiều phương án giải quyết sáng tạo cho công việc. Tử vi tuổi Kỷ Dậu, thổ, tài lộc ngày càng thịnh vượng, kinh doanh buôn bán thuận lợi. Tử vi tuổi Tân Dậu, mộc, có thể mạnh dạn thực hiện những kế hoạch của mình. Tử vi tuổi Quý Dậu, kim, chuyện tình cảm suôn sẻ, gia đạo hài hòa yên ấm. Con số may mắn 8, 3, giờ tốt 9 giờ đến 11 giờ. Màu sắc cát tường trắng, xám, quý nhân phù trợ Tỵ, Sửu, Thìn. Tử vi tuổi Tuất, cát tinh chính quan cho thấy người tuổi Tuất đạt được những bước tiến mới trong sự nghiệp, bỏ xa so với đối thủ, song bạn vẫn cần làm việc chăm chỉ và có thái độ khiêm tốn. Tình hình tài chính có khoản thu nho nhỏ, có thể con giáp này sẽ nhận được một khoản tiền bất ngờ do có người trả nợ, trúng thưởng. Tuy không nhiều nhưng cũng đủ để trang trải cuộc sống, chi tiêu hàng ngày.
Tuy nhiên, ngũ hành xung khắc nên nhân duyên chưa vượng, người độc thân mong muốn gặp được định mệnh cuộc đời mà chưa có cơ hội. Các cặp đôi mâu thuẫn, hoài nghi, hiểu lầm lẫn nhau khiến ai cũng mệt mỏi, không khí gia đình căng thẳng. Tử vi tuổi Giáp Tuất, hỏa, đạt được bước tiến mới trong sự nghiệp, bỏ xa đối thủ. Tử vi tuổi Bính Tuất, thổ, vẫn cần làm việc chăm chỉ và có thái độ khiêm tốn. Tử vi tuổi Mậu Tuất, mộc, tình hình tài chính có khoản thu nho nhỏ. Tử vi tuổi Canh Tuất, kim, nhân duyên chưa vượng, người độc thân vẫn vậy. Tử vi tuổi Nhâm Tuất, thủy, các cặp đôi mâu thuẫn, hoài nghi, hiểu lầm lẫn nhau. Con số may mắn 4, 9, giờ tốt 19 giờ đến 21 giờ. Màu sắc cát tường, nâu, cà phê, quý nhân phù trợ, ngọ, mão, dần. Tử vi tuổi Hợi, Hợi Hợi tự hình, nhắc nhở người tuổi Hợi cần phải thận trọng với những hành động của mình, kẻo có thể bị tiểu nhân hãm hại, làm cho những chuyện từ đơn giản thành phức tạp vô cùng. Ngày này bạn cũng khá đau đầu về vấn đề tài chính, việc đầu tư không đúng chỗ, thiếu hiệu quả, khiến bạn mất một khoản tiền không nhỏ. Bạn có thể hỏi ý kiến người có kinh nghiệm để tích lũy thêm thông tin cần thiết, tránh được rủi ro. Về tình cảm, mối quan hệ giữa bản mệnh và người ấy vẫn chưa thể phát triển, giữa hai bạn vẫn đang tồn tại một bức tường vô hình ngăn cách. Tuổi Hợi cần sớm nghĩ cách cải thiện tình trạng này nếu không muốn đôi bên phải đối mặt với nguy cơ tan vỡ. Tử vi tuổi Ất Hợi, hỏa, thận trọng với hành động của mình, kẻo bị tiểu nhân hãm hại. Tử vi tuổi Đinh Hợi, thổ, bị đơm đặt nhiều việc vô lý, công việc trục trặc, khó khăn. Tử vi tuổi Kỷ Hợi, mộc, dễ mất tiền vì đầu tư không đúng chỗ, thiếu hiệu quả. Tử vi tuổi Tân Hợi, kim, có thể hỏi ý kiến người có kinh nghiệm để tránh rủi ro. Tử vi tuổi Quý Hợi, thủy, mối quan hệ giữa đôi lứa vẫn chưa thể phát triển. Con số may mắn 1, 5, giờ tốt 5 giờ đến 7 giờ, màu sắc cát tường trắng, đen, quý nhân phù trợ mùi, mão, dần. Đánh giá tử vi ngày 27 tháng 8 năm 2024 của 12 con giáp. Tuổi nào may mắn nhất trong ngày? Tuổi Tý, dần, mão, con giáp nào với nhiều rắc rối nhất? Tuổi Tỵ, thân, hợi. Trên đây là chi tiết tử vi hàng ngày của 12 con giáp. Cảm ơn quý anh chị và các bạn đã theo dõi chương trình. Lịch ngày tốt chúc quý anh chị và các bạn một ngày mới tốt lành, bình an và nhiều may mắn. Xin chào và hẹn gặp lại trong những chương trình lần sau. Đừng quên đăng ký kênh và nhấn vào biểu tượng chuông để không bỏ lỡ những thông tin mới nhất và hữu ích nhất trên kênh Lịch Ngày Tốt nhé!